Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ước tính Việt Nam hiện có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Trong số này có khoảng 1/3 là trẻ em. Lo ngại hơn, số trẻ mắc chứng tự kỷ trong thời gian gần đây đang có xu hướng tăng. Và vì sao lại có thực trạng này? Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4, ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ. Mẹ mất sớm, bố lại phải đi làm xa, nên cậu bé 4 tuổi này ít được chăm sóc và giao tiếp với nhiều người. Đến năm 3 tuổi nhưng cậu vẫn chưa nói được và phản xạ kém. Dù đã là đợt điều trị thứ 3 nhưng tình trạng của bé vẫn chưa có nhiều tiến triển. Ai cũng bảo là kiểu nó chậm nói vì nó lì nên là cũng kiểu mình cứ sao nhãng đi cho cháu đi muộn. Khi mà bạn vào thì có cái dấu hiện như là thờ ơ này, có ít đáp ứng này, chơi đồ chơi thì cũng kém này, cử chỉ điệu bộ có nhưng mà rất là ít. Nếu như trước đây, trong giai đoạn từ năm 2011-2015, mỗi ngày khoa tâm bệnh khám cho khoảng 10 đến 16 bệnh nhi có vấn đề về tâm lý và thần kinh, thì thời gian gần đây, con số này đã tăng vọt. Cao điểm từ 20 đến 25 tháng 3, mỗi ngày, cơ sở y tế này khám cho khoảng 100 bệnh nhi. Luôn luôn tăng trong thời gian gần đây của chúng tôi. Đối với những trẻ tự kỷ hoặc có cái nghi ngờ mắc những dấu hiệu của chứng tự kỷ thì bao giờ gần đây tăng rất một cái đáng kể. Tự kỷ hay rối loạn phổ tự kỷ là thuật ngữ chỉ một nhóm đối tượng rối loạn phức tạp về phát triển sinh học thần kinh gồm các biểu hiện đặc trưng ở nhiều mức độ khác nhau và kéo dài trong 3 lĩnh vực: khó khăn tương tác xã hội, khiếm khuyết về giao tiếp có lời và không lời, hành vi, sở thích bị thu hẹp và lặp lại. Theo các bác sĩ, những yếu tố liên quan đến môi trường sống, thói quen nuôi dạy của cha mẹ cũng tác động đến sự phát triển của trẻ. Lo ngại hơn là nhiều ông bố bà mẹ còn có những hạn chế trong việc nhận thức về chứng tự kỷ. Đối với trẻ mà đã có một vấn đề gì đó trong yếu tố di truyền, nếu mà chỉ được, đáng nhẽ cái tuổi cháu được đi học, đáng nhẽ cái tuổi cháu bé được ra môi trường bên ngoài mà cháu bé chỉ đóng khung vào cái TV, cái iPad hoặc là chơi với người giúp việc và không có giao tiếp cả về ngôn ngữ thì đương nhiên đấy là một yếu tố thuận lợi để giúp cho cái vấn đề mắc chứng tự kỷ sẽ cao hơn rất nhiều và sẽ nặng nề hơn. Tự kỷ là bệnh chưa có thuốc chữa và hiện nay hệ thống các trường đại học y trên toàn quốc chưa có chuyên ngành nào về tự kỷ nói chung. Cùng với đó là sự thờ ơ chủ quan của nhiều ông bố bà mẹ và điều này đã vô tình làm cho số trẻ mắc tự kỷ ngày càng gia tăng.